Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của Hoàng Sửa Xe. Thì các bạn đang xem video này của Hoàng thì hãy đăng ký kênh ủng hộ Hoàng Độ Sửa Xe nhá. Thì trong video ngày hôm nay Hoàng sẽ sửa lại chiếc xe Dream, và đây là đang được một phần 2 quá trình sửa chữa lại chiếc xe Dream này rồi, cũng như là độ và phục chế lại chiếc xe Super Dream 100cc đời 2013. Nói chung là chiếc xe này thì từ rất là lâu rồi, và từ 2013 đến tận thời điểm hiện tại thì đến giờ đâu đó mất nhất là khoảng tầm 9 năm. Thì 9 năm với một chiếc xe máy thì quả thật mà nói về cái dòng Honda nó không phải là một con số nhiều, cũng chẳng phải là một con số ít. Đấy, thì chiếc xe này sau khi vận hành được 9 năm rồi ấy thì là nó cũng đã xuống, và đồ đạc mọi thứ máy móc khung sườn thì nó cũng cũ theo thời gian rồi. Con người chúng ta thì cũng già đi mà, nói gì là chiếc xe máy đúng không? Đấy, thì đây là chiếc xe nhân vật chính của chúng ta đây. Thì là mình đã cho anh em thợ là tháo hết đồ đạc hết ra rồi để mang đi sơn lại. Và máy thì giờ mình đang ráp lại máy, thì hôm nay là sẽ là một cái video quay về cái quá trình mà dọn lại và phục chế về cái chiếc Dream này. Đấy, thì sau 9 năm sử dụng thì chiếc xe này đã phải thay thế cái gì? Ok, đấy thì các bạn chắc hẳn là các bạn đang thắc mắc là sau 9 năm sử dụng thì chiếc xe này bây giờ cần phải thay thế những cái gì đúng không? Thì bây giờ mình sẽ quay luôn cho bạn xem. Thì đây là cái khung sườn của chiếc xe này em. Thì mình đã tháo phần phuộc, mình tháo phần phuộc của chiếc xe này ra, mình đi căn lại rồi, mình đi căn dầu lại và mình sơn lại phuộc nhá. Về cái phần khung sườn thì mình thấy là cái chiếc xe Honda Dream này này, về mặt khung sườn thì nó rất là tốt, khung sườn không bị han gì, không bị mối mọt gì, rất là ngon luôn. Mình đảm bảo các bạn là cái bộ khung này là zin rất là đẹp, đến cái con ốc ở trong đây vẫn còn zin như này cơ mà. Đấy, nó zin rất đẹp, mà những cái mối hàn từ ngày xưa các bạn thấy không, những cái mối hàn từ ngày xưa thì nó rất là ngon luôn. Đấy, phần khung này quá là ngon luôn. Thì cái phần khung này của chiếc xe này rất là ngon rồi đúng không? Thì phần máy nữa, số khung, số máy, động cơ đấy, và chi tiết ở phần ngoại hình bên ngoài thì mình đang làm lại cái sân liệu ở khung này của bằng chiếc xe ấy. Thì mình không biết làm sao, bằng cách nào mà cái nhà sản xuất người ta tạo một cái chiếc xe gọi là rất là bền bỉ, xong gần đấy thời gian sử dụng. Cái này là Dream Việt, Super Dream đời 2013 Việt Nam sản xuất. Đấy, nói chung là phải nói là cái chất lượng xe máy ngày xưa người ta làm tạo ra thì nó quá là chất lượng luôn. Nói gì nói đúng không, chất lượng xe máy ngày xưa người thợ người ta làm ra thì rất là tuyệt vời, người ta rất là tuyệt vời. Và các bạn có thể thấy là cái màu sơn của nó, cái màu sơn của cái khung sườn này nó vẫn còn nguyên bản 100%, mình khẳng định với bạn luôn. Như thế nào là nguyên bản, chưa có sơn lại, chưa có làm lại bất kỳ cái gì cả. Cái khung này mình giữ nguyên, mình không muốn sơn lại vì cái nước sơn nó là quá là đẹp, những cái mối hàn nó rất là ổn định. Kể cả chiếc xe này chúng ta có vận hành thêm 10 năm nữa thì mình đảm bảo với các bạn một điều rằng là như nào vẫn gọi là cứ nào ok, các bạn hiểu không nhỉ? Đấy, về giá trị thì nói chung là nó gọi là vô giá lắm, thứ gì chúng ta không mua được bằng tiền cơ thì nó mới gọi là vô giá. Còn với cái chiếc xe này theo như mình thấy thì nó là vô giá, nó không có giá. Hả? Nó mới em thôi mà hàng làm lời viên làm gì vậy, đúng không? Đấy, thì đây là một viện đây, thì hôm nay mình sẽ kiểm tra lại trước. Cái gì? Đấy, bây giờ thì mình sẽ dùng cái này để mình thử điện về cái điện của cái xe này xem là cái gì, xem là cái điện của cái xe này nó ổn định hoạt động trở lại chưa nhá các bạn nhá. Đấy, mình sẽ cắm vào đây.
mình là kỹ sư mà các bạn, mình là kỹ sư mà, nên là mấy cái công đoạn sửa chữa xe như này thì mình làm được các bạn nhé. Đấy thì mình sẽ kiểm tra lại đường điện này xem nó ổn chưa, tinh chỉnh lại các bạn hiểu không. Sử dụng cái máy này để tinh chỉnh lại đường điện đấy các bạn. Nói chung là cũng rất là vất vả luôn. Vừa kiểm tra xong đường điện bằng cái máy gọi là thử điện này rồi thì mình thấy là đường điện của chiếc xe này vẫn còn ổn, áp quy vẫn còn hoạt động ok. Sau 9 năm sử dụng, áp quy của chiếc xe máy này vẫn còn sử dụng rất là ok các bạn nhé. Đấy thì nói chung là đây thì rất là nhiều đồ về các thể loại linh kiện mình đã tháo từ cái chiếc xe Ram này ra. Đấy, chúng ta sẽ cùng nhau là đi bóc tách những cái quá trình và những cái thứ cần phải sửa chữa và đại tu lại các bạn nhé. Ok, mời các bạn theo mình. Đây thì như bạn thấy ở đây là nó chỉ có một cái khung xe thôi. Đấy, khung xe và mình đã dép đây cái chỗ này bình xăng này, thì bình xăng này nước sơn này là nước sơn zin của cái bình xăng này, và theo mình thấy là cái gì giữ lại zin được thì giữ, vì là cái này thực ra nó ở bên trong dưới thần yên nên là cũng chả ai để ý đâu. Đấy, chúng ta đặt nhau sau kia chế đây em ạ. Tí lắp con xe này vào đi. Đấy, đồ nó đâu. Đấy bạn thấy không, đây phần phần bên này là phần lốc máy này, phần lốc máy của chiếc xe này. Phần lốc máy này là đã được mình sơn lại rồi nha các bạn nhé. Đây không phải lốc máy zin đâu. Lốc máy này là được mình đã sơn lại, cho anh em sơn lại. Và đường dây điện là đường dây điện zin. Này các bạn thấy không? Rất là gọn gàng. Bình ắc quy là bình ắc quy mới. Giờ anh em gọi là zin, bình ắc quy mới. Đấy, đề cũng zin. Nói chung là chỉ sơn lại những thứ cần thiết hơn thôi. Đấy các bạn thấy không? Rất là gọn gàng luôn. Rất là gọn gàng luôn. Đấy, thì tổng quan này nói chung là về cái phần dây điện khung sườn chiếc xe này là không có độ cháo gì cả. Cái nào mà cũ thì thay đi thôi, đơn giản là vậy. Cũ là thay đi thôi nha các bạn nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem những phần thế. Thì đây là cái phần đuôi đèn của chiếc xe Ram đây, thì là nó cũng đã bị rất là cũ rồi. Đấy, phải nói là nó rất là cũ rồi. Đó, rất là cũ rồi nha các bạn nhá. Anh ơi, cho anh cái tô vít ở đấy thôi. Vâng. Ok nha, chỉ
giờ mình sẽ kiểm tra cái đèn này xem là nó còn sáng không, nó còn ok không nhé. Để mình sẽ tháo cái đèn này ra cho bạn xem. Nói chung là đồ ở trên chiếc xe này thì rất là nhiều các bạn ạ. Không xoáy được, cái này béo quá. Mấy anh cho tôi. Đây thì mình sẽ kiểm tra cái đèn này xem là có cần phải thay thế không. Nếu mà cần thay thế mình sẽ thay thế cho hai cái bóng đèn này, một cái đèn mới để cho nó ấy. Chứ còn cái đèn này là đèn zin của chiếc xe Dream, đèn zin nguyên bản của nó. Sau 9 năm sử dụng nó còn mới như này các bạn ạ. Thưa quý vị, quý vị không nghe nhầm đâu, 9 năm sử dụng. Quả thật là cái ốc này lâu rồi không tháo ra là chẳng các bạn. Cũ chưa? Ai cũ chưa? Hả? Đi chơi không? Chơi gì đó? Làm gì? Gì? Cầm cả đây đi. Đi đâu rồi? Đi lấy đồ. Em bảo Mạnh đi đi. Cái này thật giấu được. Mạnh nghe đi cùng thế đi. Thôi. Lấy gì vậy? Chẳng gì ai này. Đây bây giờ mình sẽ ấy lại nha các bạn nha. Cái tô vít này thì to hơn. Đấy, ok hơn. Đấy là rẻ. Nói chung là độ xe này độ vì đam mê các bạn, sửa cũng vì đam mê hơn. Cái lốc của nó dài như này luôn các bạn ạ. Đây đèn nha các bạn nhé. Xe này tháo cái này ra đi. Đây hồi lốc. Có. Con này tên nó là cái gì ấy? Không phải là thơm. Đúng rồi. Thế là trước mới đổi đạn. Biết không? Không. Nó làm sao mà bị đổi? Nó làm sao bị đổi? Lỡ tiền không bị bốc phốt gì. Thấy gọi là suốt ngày cũng bảnh nên gọi là tranh sẻ lắm gì. Bảo thấy con bé đấy suốt ngày cũng bảnh nên tranh sẻ lắm cơ mà. Cần bố mẹ vào đó đợi cho mà. Ê, nó cũng kinh lắm. Ú khỉ. Vậy mấy triệu, chục triệu một cái lắm bây giờ. Chết. Anh ra nào gọi là ấy tin vào em gái, gọi là cho em gái vay tiền thì đúng quả cái gì thôi. Bảo mua máy tính đi học đại học ấy. Mà con ấy làm gì con sinh đâu chứ. Có bình thường thôi. Xấu. Nói chuyện gặp bè ấy chứ. Tưởng nó đi học đại học tử tế chứ. Đúng không? Tưởng làm sao được, tin làm sao được. Và cho vay rồi là thôi, coi như gọi là khó đuổi lắm. Gái rồi à? Đắp bảy trăm. Hết loài được chưa? Hết rồi, trước cũng lên là bắt đầu giả. Cái khủng là cũng khủng cũng thôi. Không là cái gì? Hôm trước anh thấy nó kể với ông hả? Nó kể gì? Đó. Nó kể gì? Tắt tỉnh này kia. Xong gì đó. Thế thôi. À. Ừ, có nào thôi thế. Đúng rồi.
Không gửi ảnh mà, thế. Không, không sao đâu, cái này không ấy đâu, nó không xem được đâu, yên chí. Đang lên nền tảng khác rồi mà. Đây cái này thì mình vừa tháo ra xong, và tháo ra thì mình sẽ lau rửa cái phần đèn trong này đi các bạn nhé. Ông chị mấy? Em 2000. Tôi 9. Rồi nói chung là lúc trước là có tán. Không, đợt lâu rồi tên nó vẫn gọi là gì nhỉ? Nương thơm. Đợt lâu rồi tên thì nó vẫn gọi là tên là nương thơm. Quả thơm. Đấy, xong là xóa cái Facebook ấy đi rồi sao ấy, xong là lập cái Facebook là cái gì ấy, là tên là cái áo gì, xong rồi có ngón tay che che ở đây đúng không? Đúng rồi. Đấy. Đấy. Tán từ lâu lắm rồi, từ cái đợt cách đây khoảng 2 năm trước rồi. Thế rồi tán chơi thì tán được không? Được rồi. Còn con đấy chơi rồi mà. Con đấy kiểu như thế nào quá. Lúc đầu là không biết là nó chơi với kiểu như là mấy cái chứng khoái ảo ấy. Nó mi có vẹo gì đâu. Đấy. Bọn nó có tiền nó không sống ảo như vậy đâu. Đây gọi là mõ thôi. Bắt đầu là quay được một tuần. Quay một tuần nó thấy nặng lên, bảo là mất tài chính. Thế thôi là xong rồi. Phải đấy là nghĩ là kéo. Phải đấy là nghĩ là mất tiền đấy nhỉ. Xuống nhà. Xuống nhà nó sẽ bị bố nhà. Chưa có đâu cả, chỉ mất cơ sự là nó thôi, chưa không có là đòi. Thế bố mẹ nó chửi luôn chứ? Ừ, chửi. Chứ còn gì nữa, nó lại bảo là ông ngu thì ông chết, ai ấy đâu, đúng nó nhập vào đấy ra có tiền kiểu vậy. Bố mẹ nó bảo mình ngu thì mình chết, đi mẹ nó mới đến đây kia. Đúng rồi. Đúng, tôi có bảo thằng Tinh Thơm, mà Tinh Thơm nó bảo bán thôi đi xuống kìa, biết không? Không. Ở bán chút cây xăng này. Thế là hai ông xuống ngồi nói chuyện. Thế là bố mẹ nó chửi. Cày. Xuống thứ hai lần. Chửi cả hai, cả tao đang lên, cả bố cả mẹ luôn. Thế là được, nó ngồi nó giải được 7 triệu. Thế là vẫn còn 2 triệu nữa. Nó định bùng, thế là nó định bùng ấy. Thế là tao thấy là nó đang lên là đi chơi kéo gì đảo bị tắm biển các thứ ấy. Thì mẹ nghĩ cay nó lợi mình cái đâu giả mà nó sẽ ngồi đây chơi. Nên là nó ra đang tiếp. Hai ngày ra lại tôi 10 bài thì cũng xé luôn. Và tôi dĩ kẹt, tôi kẹt đấy là bố mày đang lên fanpage cái này quảng cáo cho mắt con mẹ luôn cái gì. Ừ, nhưng mà đây tôi mua rẻ đấy. Lúc đấy là quỳ gối anh ơi, anh gỡ bài rồi em xuống. Ừ. Sao có sinh sự với tôi là về là giải quyết lại kia. Giải quyết đi nhỉ. Mình đâu phải để trả. Đúng không? Mày còn làm theo trả, tao sẽ tìm cái việc khác để cho mày trả. Nhưng mà nếu để nghĩ nào. Thế ông được chén nó chưa? Hả? Chén đeo thì nó có nói chuyện bạn bè. Ôi giời, bạn bè à. Giời ạ. Thế bực. Đấy. Riêng cho bọn gái tiền là xác định là to này, không có chuyện đòi đâu. Cái là nó to là coi như là mất luôn. Thế là rồi còn đường rồi, đủ rồi. Thế nó giả rồi. Rồi, 10 triệu. Thế là may rồi. Nhưng mà dù cả 5 giờ đấy, từ tháng 4 năm ngoái, tháng 4 năm ngoái. Tháng 4 năm ngoái. Nói chung ông cũng là kiểu can đảm đi cho em nó vay tiền đấy. Thì biết đâu được, lúc đầu là tưởng nghĩ là tử tế, đi học sinh viên, đi làm thêm này kia. Đấy. Bắt đầu là xuống nhà, bắt đầu vỡ nở ra, nợ vài trăm triệu. Bố mẹ giả nợ hộ cho. Ôi tổng. Sống ngày nào cũng quen đi. Đang phải quán gần tỷ thì phải chứ mua là đi thôi. Chết. Hà lần đấy chắc là ông đưa nó 10 triệu để đầu tư chứng khoán đi chứ.
thế đấy. Trong còn đỡ, đợt đầu thì trong còn kiểu ok đấy. Cái đợt mà năm năm 11, 12 ấy đấy, trong còn đi học ở viện này trông còn ok yeah. Trông nhìn gọi là vừa mắt, hoặc là lúc đấy là mình mắt thanh niên thì thấy con gái là mình thích rồi, có thể là vậy. Ê, gặp xong là rủ đi uống nước, xong hôm sau rủ đi chơi, éo đi nữa. Thế là được 2 lần, còn là đi uống nước, còn là xong là đi uống rượu. Một lần tôi rủ nó đi chơi, cứ gặp xong tôi thấy nó lổ lổ, xong là mình cũng chả đi chơi. Chắc là cách đây năm ngoái, tầm tháng 8 hay là tháng 9 năm ngoái, thế mình thấy nó lổ lổ, xong là nó cũng xấu quá, thế thôi. Nổi người ta lổ lổ, nhưng mà nó phét ấy, với cả nó xấu quá, mình cũng gọi là chả qua ý định gì cả, hay thôi. Đợt đi uống rượu nó sẽ có xấu mà kiểu. Xong là kiểu nó giống xăm mình ở tay ấy, thì nó không có thiện cảm với nó. Ừ đúng rồi, nó có thể xăm mình ở tay đúng không? Có cả ngực nữa. Ngực á? Không biết. Chắc là vậy. Với cả là bây giờ suốt ngày nếu mà bây giờ không biết được. Thấy nó đăng ảnh lên, chứ bây giờ suốt ngày thấy đăng ảnh theo khoe lên, theo vũ cả ấy này, mình thấy biết ngay ấy. Chứ là còn nói chuyện nghĩ gì, hủy nguyên kết bạn gì chứ. Một là mấy bọn mấy chồng hay là chuẩn bị đăng ảnh chồng lên là thôi. Ừ đúng rồi, hình như là sắp cưới rồi nhỉ. Thế mà thế có mấy cưới đúng không? Mình biết được cái bạn này gọi là nguyên viên á. Thấy đăng ảnh chồng lên. Đúng. Nó còn hoài một tiếng thế. Con nào? Hoài bạn nó này. Họ bạn nó. Vâng. Con Hoài ấy, biết không? Hoài á? Ừ. Hoài nào ấy? Thu Hoài nó gì thì tôi chẳng có chút. Tôi không biết, không biết một con đấy, nó xì sốt gì cả. Ở đây, ở chỗ mình đấy, con ngày xưa đi học là đi làm nhân viên đấy. Em quen ngày xưa em thấy chuyện của mình bảo là con đấy trước làm nhân viên cho em Tâm Quang. Ô, chẳng biết là trong ô chẳng biết Tâm Quan là gì? Tâm Quan không biết. Ở quê tôi mang kiểu ở quê thật, nhưng mà tôi chẳng biết ai với ai đâu mà. Tâm mà Tâm mà có cổ phần ở chỗ bệnh viện đấy, bệnh viện Đông Hòa này, có quán karaoke gì đấy. Đợt từ đấy là đoàn này đoàn không được, không có đầu nó không trả được cho. Thế là nó thuê đám Tâm Quan ở đây gọi tôi ra đánh ấy. Đánh vào đấy á? Đánh tôi. Không là đám thằng Thịnh Thơm mới nói ra. Mới kể để ra là đám Tâm Quan tôi không làm nữa. Vì là lần trước là nó làm như đứa lớn ở đấy mà. Karaoke đây. Chỗ mà mấy con quá hát, anh làm éo sao toàn mấy cái con bé ngày xưa mình quen thôi. Không, quan hệ tôi là thế mà, chứ không phải điêu gì đâu. Đám thằng Thịnh nó máy nào đấy, nhưng mà cẩn thận, thật luôn. Đám con Phương Cẩm, chứ cả đám con Hoài, chứ nó kể cho tôi. Mình cũng éo ngờ là sau vài năm gặp lại, em thấy em bú quả bóng cười nhảy trên quán bẹ. Bú xí xe cứ gì cũng được, trông được cả ruột. Không, ngày xưa nhìn trên ảnh trang nhìn nó xinh thế, ngon thế. Bây giờ thì vẫn ngon. Không, giờ đi gặp khác rồi, chơi đồ nhiều, xong bố bóng nhiều gì. Mặt nó già đi đâu. Này có thương không? Không, bảo mấy con ngày trước tục quen đây. Đâu 2000 chỉ ạ? Thành công phết đấy. Còn trở đây bạn xét cà phê có thứ. Sẽ vệ sinh cái điểm này nha bạn nhé. Xong lắp qua cái xe này vào này. Không đồ ạ. Ông làm gì mà. Bây giờ thì mình sẽ vệ sinh cái điểm này các bạn, cho nó sạch hẳn.
Đây là bóng đèn thì cái đèn này thì cũng thay thế rồi. Bóng của nó là bóng halogen. Thì cái bóng này mình cũng đã thay thế rồi nha các bạn nhé. Bóng này mình đã thay thế thành bóng đèn LED. Đấy, các bạn thấy không? Thì bóng đèn LED này là nó sẽ có cái độ sáng nó sáng hơn so với cả cái bóng đèn bình thường. Đây thì cũng là bóng cái chóa này, chóa zin của xe thôi, còn cái đèn này thì đã được thay thế rồi các bạn nhé. Đấy, mình vệ sinh lại xong rồi. Hai cái bộ phận này mình vừa mới vệ sinh rồi nhá. Và hai cái đồ này là đồ zin của chiếc xe. Đấy, bạn thấy không? Có cầm người yêu cũ không? Không. Tôi đang hỏi anh em tôi là có cầm người yêu cũ không? Ở đây là cái đồng hồ không nhắc xin của chiếc xe đã chạy được 65.000 km rồi, mà các bạn nhìn thấy là có thể thấy là cái đồng hồ nó còn cái logo của Honda ở đây và nó còn trong suốt như thế này, nên là mình sẽ giữ lại cái đồng hồ zin này cho chiếc xe này nhá các bạn nhé. Mới đen luôn này, thấy không, dây gợi đủ cả, nhìn rất là sáng luôn các bạn nhé. Sáng nhá, nên là cái này mình sẽ giữ lại. Cái này thì mình sẽ cho anh em nhân viên là sẽ đánh bóng đi. Sẽ đánh bóng đi thì nó sẽ sáng lại khoảng tầm đâu đó khoảng 80 đến 90% tùy nhá. Đấy, nói chung là cái phần này vẫn làm do lại được mới. Phần này cũng được thay mới nha các bạn nhá. Thưa các bạn, phần này mình sẽ cho thay mới luôn. Đây là phần tay lắm. Tay ga đây các bạn. Chính xác là phần tay ga, thì là phần này mình cũng cho nó nói luôn, phần này mình cũng cho kiểu như là thay cái mới luôn, vì là cái này thì không phục hồi được, nên là mình phải thay luôn cái mới này nhá các bạn nhé. Mời các bạn theo chân mình tiếp. Phần mình thay đổi nhiều lắm các bạn. Đây các bạn ơi, ở đây thì là những cái đồ của chiếc xe mình đã sơn lại rồi. Đây là một cái phuộc. Đây là phuộc trước này. Phuộc trước là được cân lại và sơn lại màu bạc, màu nguyên bản luôn. Đây là phuộc trước đây. Đấy bạn thấy, phuộc trước zin của chiếc xe Dram B
bên ngoài kia nhá, đây là phục chiếc zin luôn. Phần này là phần bố thắng, đây là phần bố thắng đằng sau đây cũng được sơn màu bạc, được sơn màu bạc nguyên bản luôn các bạn, nhìn rất là đẹp đấy. Bố thắng là hộp che xích này các bạn thấy không, hộp che xích đây, hộp che xích này, sơn lại nha, cái này là sơn lại hết nha các bạn nhá, được sơn rất là đẹp luôn. Hộp che nhông hôm nay cũng được sơn lại đây, rất là mới luôn. Bảo vệ lốc máy đây, đây là bảo vệ lốc máy zin của chiếc xe Honda, logo Honda. Đây là cùm phanh trước đây các bạn. Đấy. Thế thì đây là những cái đồ mà mình đã sơn lại cho chiếc xe đỏ rem kia. Và đây là một cặp phục mới. Đây, cặp phục này là cặp phục zin của chiếc xe thì được sơn lại cái chân đây. Và cái chỗ đằng trước thì đã được đánh bóng lại rồi. Đây là phục zin nhé. Cặp phục zin. Đấy. Đấy, và đây là khu vực mà để sơn đây các bạn. Nói chung là chiếc xe này thì phải làm lại khá là nhiều thứ. Lắp ghép, lắp ghép thì cũng lâu, mất thời gian. Nhưng mà thôi, chiếc xe của các bạn. Ở đây thì còn nhiều cái hay ho để quay cho bạn xem. Đây là cái phần xi nhan của chiếc xe nha các bạn nhé. Đây là cái phần xi nhan của chiếc xe. À, đây, các bạn thấy không? Xi nhan của chiếc xe đây thì bây giờ mình cũng sẽ tháo cái phần xi nhan của chiếc xe này ra để kiểm tra nha các bạn nhé. Ok. Bây giờ mình sẽ tháo cái phần xi nhan của chiếc xe này ra để kiểm tra xem nào, bên trong nó bị ố không các bạn. Bây giờ mình sẽ tháo phần xi nhan ở phía bên trong của chiếc xe này ra để kiểm tra. Mình đang tháo, cố tháo cái phần xi nhan của xe này ra. Ok, mình đã tháo xong rồi nha các bạn nhé. Đây là phía phần bên trong của đèn của chiếc xe RDM, nó đã bị ố hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ lau chùi và vệ sinh lại đi cho các bạn. Bây giờ mình sẽ vệ sinh cái phần lề bạc của nó. Làm sao
sao để cho chiếc xe này sạch sẽ từ trong ra ngoài bạn. Đó, thấy phần nào đã sạch. Ok, bây giờ mình sẽ cầm này đi nhé. Bây giờ mình sẽ ráp lại. Đây mình đang cố gắng lắm lại đây các bạn ơi. Đấy thì các bạn thấy là mình vừa vệ sinh xong thì giờ những cái phần điện này nó sáng hơn rất là nhiều rồi. Chúng ta chỉ cần bắt ốc vít vào nữa thôi nè, ok nhá. Bây giờ chúng ta sẽ xoay vít vào. Ok, thưa quý vị, và mình đã ráp xong và phục hồi lại cái phần đèn xi nhan này rồi. Tí thì chúng ta chỉ cần nhét móng xi nhan vào đây nữa thôi. Rất là khít luôn, rất là mới. Bây giờ thì mình sẽ vệ sinh phần đèn xi nhan bên này nhá. Đây là một phần đèn xi nhan khác. Cái này thì nó bị gố quá nhiều rồi, nên mình cần tháo ra vệ sinh bây giờ. Ốc lâu không được tháo ra thì nó còn bị ấy luôn các bạn. Ốc lâu không được tháo ra thì nó còn bị làm sao nhỉ các bạn nhỉ, bị gọi là kẹt. Đây các bạn thấy không, phần đèn ở bên trong này rất là bẩn. Ok chưa? Cho cái phần này nó thật là sạch sẽ các bạn. Đây, sau một lúc vệ sinh thì cái này nó đã sáng bóng hết lên rồi. Giờ chúng ta vệ sinh cái phần ở bên trong của cái đèn này nhé. Được đi. Thì chúng ta cũng làm như tương tự như vừa nãy thôi, chúng ta ráp hai cái phần này vào.
là đơn giản thôi các bạn. Cái chóa này thì sẽ ráp vào đây nha các bạn nhé. Cái phần đèn này vào các bạn ạ. Đấy chưa? Các bạn thấy không? Đây là cái khung của phần đèn đây. Thì mình vừa mới ráp xong cái bộ phần xóa cũ thì mình sẽ tháo dỡ cái khóa này ra. Đấy, các bạn thấy không? Khóa này thì rất là bóng luôn. Đấy thì đây là chóa nhé. Đấy thì mình sẽ tiến hành ráp những cái đấy vào. Cái này thì cũng là dây mới luôn. Mình sẽ thay cái dây phanh mới cho chiếc xe này luôn. Cái dây này dây của Honda chính hãng luôn nhé, chứ không phải là dây tàu đâu. Đây là dây mới luôn, chứ không phải là dây của máy mới. Đấy thì nói chung là về đồ đạc của chiếc nó ra máy thì là rất nhiều đồ, làm thì cũng khá là cực, phải nói là làm chiếc xe rất là cực luôn, đã cố gắng hết mức có thể được. Cái này là cái phần này, cái phần này là phần mâm trước xe đó em đây các bạn. Đây mâm của nó nhé. Mâm của nó thì mình đã thay lại cái len rồi.
còn những cái khác thì mình sẽ ấy. Và đây là bộ tem cho chiếc xe nhá. Đây là bộ tem cho chiếc xe thì tí sẽ dán lên chiếc xe để đổ cho cái chiếc xe này các bạn. Đây tem, tem này là tem zin cho Honda nha các bạn nhá. Đấy. Ok các bạn ơi, về đây là cái cả mâm này thì cũng đã được làm lại, dọn lại rồi. Cả mâm này thì cái đùm này thì đã được sơn lại rồi nhá. Liềng là liềng zin, len là len mới luôn, len mới của hãng X1R. Cả thấy không? Rất là mới luôn. Đây là liềng đằng trước nhá, hai cái liềng cơ bạn ạ. Đấy, thấy không? Rất là mới luôn. Cái này là phần, cái phần này là mình giữ lại nhá. Phần này thì mình giữ lại, còn là còn cái phần này thì mình ấy độ thêm, các bạn hiểu không? Cái phần này mình lấy luôn. Đấy, hai cái phần lâm này là của chiếc Honda đó đấy. Phần lâm này là của chiếc camera đó em. Đây, còn mỗi cái tay nhân kia thôi. Chưa lấy cầm cả bộ về luôn. Bao nhiêu? Cầm cả bộ về bạn mất cái xương của bạn này ơi. Thế là xong. À, được. Đỡ phải đợi, ok rồi. Tôi mua xương mới lại thôi. Tôi mới nhé. Xương quê của tôi mới là bạn tôi mua xương mới nhé. Tôi mua lại xương 2021 thì xương của tôi thì vỡ rồi. Yên này đây cũng là yên zin của chiếc xe, nhưng mà mình đã bọc lại cho chiếc xe này rồi nhá. Yên Honda luôn. Ngồi ra đây em ngồi lại nhá. Bên trong đây bạn. Đấy, nó phần này rất là êm luôn bạn em. Ok, nói chung là phần này này coi như là ok nhau bạn nhé. Đi xem những cái đồ mà đồ của nó xem. Đây là biển số của chiếc xe nha bạn nhé. Biển số của chiếc xe mình đã ép lại rồi, làm lại rồi. Đây là biển số này rất là mới luôn. Đấy, biển số của chiếc xe. Đây là phần lốc máy luôn. Đây là phần lốc máy mình cũng đã sơn lại rồi nhé. Sơn lại cho chiếc xe đỏ đen rồi. Thì cái phần lốc máy này là lốc máy zin của chiếc xe Honda Dream các bạn nhé. Đấy nha các bạn ơi. Và đây là cái phần gắp đã được độ cho chiếc xe Dream rồi. Gắp này là gắp của Super Dream Việt và cũng đã được sơn lại một lớp sơn rất là mới luôn, và đợi để ráp lên chiếc xe Dream các bạn nhé. Cái làm gì nhỉ? Cái làm gì? Vừa. Đấy các bạn thấy không? Đây là những đồ độ mình sẽ thay thế lại cho chiếc xe này. Đấy, lục có cái tay vòng đấy. Lục dung tiền giá, bạn dương cho tiền là thế. Đây phần tay dắt của nó nha các bạn ơi. Đây phần tay dắt này.
anh bỏ cái dây để đấy, phần tay giác này của nó sẽ ở đây. Nói chung là cái này đã được đánh bóng lại rồi các bạn ạ, rất là bóng luôn. Đấy, phần tay giác này đã được đánh bóng này rất là bóng luôn. Gương này là cũng là gương zin của xe nha bạn nha. Gương này là gương zin của xe. Bây giờ mình sẽ tháo mấy con ốc ở cái xe này ra để nhìn anh em bạn này. Này tin cho không tí tối về tăng nhất này. Bây giờ là nó kẹo rồi ơi, đây bạn thấy không? À, cái xe này mình đã gọi là gần như là hết rồi. Để xem là còn độ và chế thêm cái gì không các bạn nhé. Ok. Đây là phần điện thoại của nhà này nơi. Ok, đây là phần điện hậu nha, mình đã ráp xong phần điện hậu cho chiếc xe này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái máy thử điện này để kiểm tra lại cái phần bên dưới này của chiếc xe các bạn. Bây giờ mình sẽ kiểm tra hai cái phần dưới của chiếc xe này nha các bạn nhé. Sẽ kiểm tra phần dưới của cái đèn này các bạn. Mình kiểm tra thì thấy hiện là nó vẫn không ổn định các bạn. Anh đưa mày á? Hả? Anh đưa mày á? Ừ, anh đưa mày á. Cô là bán hàng. Cô là bán hàng. Cô là bán hàng. Ừ. Cái gì? Chưa 80 tàu gì? Ok các bạn ơi, mình vừa kiểm tra xong cái thử nghiệm của chiếc xe RM này. Nói chung là trước sau của nhé các bạn. Số ngày nhé, chờ mấy con min biết không? Mấy con ngày xưa ấy. Đấy các bạn, làm công cụ kiểm tra điện rồi là kiểm tra mọi thứ chi tiết đồ ở trên xe này không ổn suốt từng trưa giờ, rất là mất công luôn. Đây là hai cái phần thanh nhựa. Đeo găng tay vào để làm cho nó chuyên nghiệp nha bạn nhé. Ok, mình sẽ đeo găng tay vào để làm cho nó chuyên nghiệp hơn. Đây là hai này, đây là hai.
sau của chiếc xe này thì mình thấy là nó vẫn khá là dày. Đấy là thấy cái phanh này của chiếc xe này nó cũng khá là dày. Nên là mình thấy rằng có lẽ là phần này mình chưa phải thay thế, các bạn hiểu không? Đây gọi là đùng phanh đằng sau đây. Đấy, thì mình sẽ dép vào. Đấy, rất là chắc luôn ạ. Đây đùng phanh đằng sau nhá các bạn nhá. Cái này là đùng phanh đằng sau. Đấy. Còn đây. Cái này là đùng phanh đằng trước. Đây hai cái này là đùng phanh đằng trước, hai cái đằng trước và hai cái đằng sau. Mình đang phải chiết lại để chặt mấy con ốc các bạn. Ok các bạn ơi, sau một lúc mà gọi là tinh chỉnh và sửa chữa lại thì chiếc xe này đã ổn định hơn một chút rồi. Như là gọi là được khoảng hoàn thiện khoảng tầm 50%. Bây giờ chỉ có vệ sinh lại rồi là dát vào và kiểm tra. Như hôm nay mình đã phân tích cho anh em những món đồ ở trên xe này và kiểm tra lại đường điện ở trên chiếc xe này. Nước sơn thì ok rồi. Nói chung là mọi thứ ok nha các bạn nhé. Mày em bán xích luôn lại không? Có á. Đợi tí, 2 phút nữa. Đừng làm vội, từ từ. Đấy thì hôm nay là mình sẽ gọi là ấy nha các bạn nhé. Mình sẽ gọi là cho các bạn xem chiếc đời em gọi huyền thoại này rồi. Đấy. Sẽ quay qua một vòng cho các bạn xem một cuối nha. Đấy, ok chưa các bạn ơi? Thì đây là chiếc đấy của mình đang trong quá trình hoàn thiện. Thì sau khi mà hoàn thiện xong thì mình sẽ làm một cái video hoàn thiện về chiếc xe này. Rất là mong được sự ủng hộ và yêu quý của các bạn. Mình biết rằng là các bạn đây ai cũng xem video này cũng yêu quý mình, cũng thích xem kênh của Hoàng đúng không? Đấy nên là Hoàng biết điều đó. Đấy, dây này mình vừa mới lắp cái dây này xong, thấy không? Chúng nó cũng rất là nhiều thiết bị phải làm lại. Ok nhá, thì thôi có lẽ rằng là clip của mình đến đây là kết thúc rồi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hẹn các bạn vào một cái video gần nhất. Ok. Chúc các bạn một ngày làm việc và học tập thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình cũng như là bên người thân nhé các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây thôi, cũng muộn rồi các bạn. Ok, bye bye mọi người nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình. Bye bye.